đâu rồi trời ơi, đợi khởi mi xíu nha, để tìm được cái bài hát đó để mở cho mọi người nghe. Đâu 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 đâu, mọi người đợi khởi mi xíu nha. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi, mi lên xe bông bỏ em không? Mi không hề bỏ mọi người, hôm nay mạng mạnh không chạy luôn, tí nữa bật mí cho nghe. Đây, đợi khi mi xíu nha. Sao nhìn già thế, sắp lấy chồng rồi, phải cho tôi già chứ trời ơi, bắt tôi trẻ hoài vậy. Tưng tưng, đây, rồi. Bây giờ thì Khải My sẽ hát tặng các bạn ca khúc có tên Nghe đi rồi biết. Đây, mở cho mọi người nghe nha. Để mở loa bự bự lên. Hey. Lắng nghe nha, lắng nghe nha. Alo. Mọi người nghe nhạc rõ không? Bài mới luôn á, mới toanh luôn á. Alo. Này. Này có thu rồi, hát chồng lên thôi. Đã bao lâu lòng này em chẳng nói với anh ngàn lời em cất giữ trong tim, lần này đến lần khác đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì, chỉ biết canh anh dù cho anh chẳng để ý. Và rồi anh đã có người anh yêu, mỉm cười cho qua hết đi, phải chăng là do người đã yêu anh thật nhiều, nói thay em những lời anh mong ước, vẫn chúc cho anh thật vui. Mà bà cắt lộn đó. Một phút nói xa là chưa đâu. Đó, chú nghe một chút xíu thôi. Đó là bài hát mới của Khải My. Ngày hôm nay thì cần tên bài hát hả? Sắp tới đi, Khải My tung ra rồi. Khải My sẽ cho mọi người nghe full luôn. Vẫn chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc, những phút giây ta đã qua em sẽ giữ như thước phim, để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi anh. Không, mắt bạn Khởi My không hề đeo lên. Nó vậy á, nó năm đẻ ra nó vậy rồi đó.